Anh em, chào anh em quay trở lại với cả clip tiếp theo của Kawin game bài đổi thưởng nhé. Để mình giảm tiếng xuống tí nữa đã. Hôm nay tiếp tục thì mình sẽ lên cho anh em về cái video clip về cái cách bắt cầu tài xỉu anh em ạ. Đối với vốn 35 triệu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay vào tiếp tục thì hành trình là bắt ở ban trưa nhá. Thì bây giờ thì nó rơi vào tầm khoảng là 11 rưỡi rồi. Anh em sẽ cùng xem là ngày nay tôi sẽ lên cho anh em 5 cái video clip thế nào được chưa ạ? Bây giờ thì tiếp tục ấy, nếu mà bắt theo tính chuẩn ra ấy là chúng ta đã bắt theo cái công thức lấy điểm tay cập điểm viên bên tài xỉu thông thường này là ngày hôm nay là ngày thứ 5 rồi anh em ạ. Thì tôi sẽ bắt tròn tầm khoảng 1 tuần thì tôi sẽ chuyển vào buổi tối anh em nhá. Đấy. Còn chưa tính là ban đầu là ba ngày đầu là bắt là ban sáng đấy, tôi mới chuyển qua ban trưa từ ngày hôm qua thôi. Đấy. Ok, để xem là cái con trước nó như nào. Con trước là con xỉu 10 này cộng 18. Đây này, hôm nay thì tôi sẽ vẽ tiếp tục cho anh em, hôm qua thì không vẽ rồi đúng không? Đây này. Đây là một cái con 10 đúng không? Con 10 này nó cộng với con 8 ở đây là cái điểm phiên cuối đấy, 10 cộng 8 bằng 18, chúng ta sẽ có một con gọi là con chẵn. Như là con trước thì là chẵn vừa rồi nó vừa về xỉu 9. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ có một con 9 cộng với 9 bằng 18, chúng ta sẽ có một con chẵn nữa. Con xỉu tiếp không nói nhiều. Đấy, tay đầu tiên thì tôi sẽ vào tầm khoảng là 5 cụ anh em nhá. Và tầm khoảng là 5 cụ là đẹp rồi. Để tôi tắt cái nhạc đi, cái nghe cho nó đỡ đau đầu. Cứ để thử xem nó sẽ chạy như nào đó. Đây cũng là cái video đầu tiên trong ngày của tôi mà. Đây đấy, anh em thấy là cái sự cược tôi đã cược cái gì đâu, đúng không? Đấy, bạn là lên cho anh em cái video clip đầu để cho anh em có thể tham khảo thôi, chứ không phải là tôi chờ từ nãy giờ tôi mới vào tiền đâu. Không có đâu anh em ạ. Còn bây giờ thì cứ thế nặn nhá. 4 này, 42 này, đẹp chưa? Vẫn là một con xỉu 9 nhé. Thì lúc nãy là 9 cộng 9 rồi, bây giờ chắc chắn là 9 cộng 0 rồi, đúng không? Xong một cái điểm 0 đó thì 9 cộng 0 thì đương nhiên bằng 9, chúng ta sẽ tiếp tục đi tài. Tại vì lẻ tài chẵn xỉu nó là một cái lẽ gọi là đương nhiên bình thường rồi, có phải không? Đấy, con này chúng ta sẽ vào tài tầm khoảng là 6 triệu đi. 6 triệu 752 nghìn. Đấy. Tại vì ban đầu ấy chủ yếu là tôi gọi là xác nhận gọi là để xem là nó sẽ đi theo phức đạo ở Đà Thuận. Hôm qua thì có vẻ gọi là hơi đen một tí anh em ạ. Chúng ta gặp luôn cái cầu đảo nhưng mà nó cứ chạy tầm khoảng 1-2 phát nó lại đi chỗ khác. Thành ra chúng ta phải đi theo kiểu một đảo một thuận đấy. Đấy. Bình thường ấy nếu mà thua đến tầm khoảng 2 tay ấy là chúng ta phải tỉnh đòn ngay. Không nào oảng ngay chứ ai cứu nổi. Đấy, còn bây giờ thì còn chờ gì nữa, chủ yếu còn là nặng để xem con này nó chạy về như nào thôi. Chứ bây giờ chả biết gọi là nó sẽ đi theo kiểu nào, nói chung phải chờ. 4 này, 463 này, được chưa, đẹp chưa nhá. Bây giờ thì anh em vũ con này nó rơi vào tầm khoảng là 6 tỏi đấy. Quả này mà nổ thì lúc nào gọi là lên bờ xuống ruộng luôn. Ok, tiếp tục thì chúng ta sẽ có con 13. 13 thì 13 chúng ta sẽ cộng với con 1 bằng 14 nhé. Đây là 13. Và đây, 1 đây. Nhìn thấy con 1 chưa? Đấy là cái điểm phiên cuối. Còn đây là cái giờ mà tôi chơi đấy. Cái giờ 11:36 anh em hiểu chưa? Đấy, còn bây giờ thì cứ thế mà gọi là quất mạnh chứ còn gì nữa. Đúng không? Quất mạnh chứ còn gì nữa. Bây giờ thì cứ thế có một con chẵn xỉu thì lẹ chúng ta đi tài, cứ chẵn xỉu đi, đúng không? Con này chúng ta sẽ bắt đầu giảm về cái mức độ đi tiền xuống tiếp này, 5 triệu này, 166 nghìn. Tại vì chúng ta vừa ăn được tầm khoảng là 2 phát thuận rồi, thêm một cái phát kiểm tra ban đầu là tổng là 3 phát thuận này. Đấy, cái tỷ lệ ăn theo cái phát này là chỉ còn tầm khoảng là 40% thôi. Đấy, bây giờ đứng nặng anh em xem này, 4 này, 41 này, ăn tiếp này. Thành công của 4 thuận nhá. Hôm nay có vẻ gọi là cầu nó đẹp hơn. Bắt đầu thì tôi sẽ giảm cái mức độ đi tiền ở đây nhá. Bắt đầu giảm mức độ đi tiền ở đây. Bây giờ chúng ta có 431 là 7. À đó, 431 là con 8. 8 cộng 2 bằng 10. Chúng ta tiếp tục có một con chẵn này, đúng không? Lớp 7 này, đây này, 2 đây. Đấy, còn bây giờ thì chúng ta cứ thế mà đi qua xỉu tiếp này. Con này chúng ta sẽ bắt đầu giảm xuống đi 4 triệu này, 74 nghìn. Đấy, trước mắt nhá thì nãy mà vốn của tôi có hơn 30 củ, hơn 35 củ đúng không? Bây giờ đến 47 củ rồi, chúng ta cũng chỉ được tầm khoảng là 12 triệu thôi. Đấy, nhưng mà chỉ cần hài lòng với cái mức độ số tiền kiếm thì tôi sẽ nghỉ ngay, không thành vấn đề, hiểu không? Tôi đơn giản không có cái gì đâu.
quan hệ rộng, quan hệ nhiều thì tự nó rộng. Quan hệ trong giấc mơ thì đúng thực sự. Trước mắt cứ thế ạ, cứ thế mà đi ạ. Sáng thứ hai chào cờ thằng em mình lại khóc. Cô đơn nhiều quá rồi không có chỗ nào. À, chúng ta sẽ có tiếp tục một phần 2, 2, 3 luôn này. Tiếp tục nhá. Bây giờ nhá, thành công thì chúng ta ăn là tổng khoản là 4 tay. Thì chắc chắn thì chúng ta đã thành công một năm thuận rồi. Cái tỷ lệ ăn này để phát sau thì thật sự là rất là thấp. Hiểu không? Bây giờ chúng ta sẽ có con 7 này. 7 chuẩn bị cộng 3 với 10. 7 đây nhá. 3 đây. Đây, 7 đây. Đúng không? Bằng 10 chẵn thì chúng ta sẽ đi xỉu tiếp. Con này chúng ta sẽ vào tiếp tục tổng khoản là 3. Thôi cứ đi 4 triệu đi. 944.000. 944.000. 1, 2, 3, 4. Đấy, để lại tầm khoảng 50 triệu. Thành ra vẫn lãi là tầm khoảng 15 triệu mà. Đến tầm này thật ra thì tôi cũng rất gọi là hài lòng với đến cả cái mức độ của cái số tiền mà tôi kiếm. Nhưng mà anh em ạ, tôi phải ngồi với anh em tầm khoảng là ít nhất nó phải rơi vào tầm khoảng là 8 đến 10 phút. Tại vì nhá, hài lòng thì hài lòng, nhưng mà tôi cũng phải nghĩ đến cho cả anh em nữa. Anh em hiểu không? Chứ có phải là cứ thế mà gọi là ấy được đâu. Là thế đấy. Chứ bây giờ nếu mà muốn nghỉ ngang một cái thì tôi và tôi gõ tầm khoảng 2-3 tay nghỉ đẹp ngay. Có nghĩa là nếu mà chơi thì có thể là nốt tay này tay nữa tôi nghỉ chẳng hạn. 6-1 này, 6-1-2 này, vẫn ăn này. Thấy thấy chưa? Vẫn ăn này. Đánh không trượt một tay nào luôn. Đánh 5 tay, kiểm tra một tay, thành công có 6 thuận nhờ. Bây giờ nhá, tiếp tục chúng ta có một con 9. 9 cộng 14 và 13. Được chưa? Đây 9 đây. Đây 9 đây. 4 đây. Được chưa? 9 cộng 4 là 13, cái con này lẻ thì chắc chắn thì chúng ta sẽ phải quay lại tài, đúng không? Chúng ta sẽ quay lại tầm khoảng 4 triệu tay chốt để nghỉ nhá. 641.000. Đấy, dù được hay không thì chúng ta cũng nghỉ nhá. Không, anh em lại bảo với tôi là trong những cái video clip lần này tôi lại kiểu là không dám đánh nhiều, cũng không dám đánh lâu. Ăn được cái là té. Tôi sợ gì đâu. Tất cả trong tầm khoảng là 10 phút một cái video clip tôi lãi là tầm khoảng 5 triệu cũng được. Chỉ qua là bây giờ đánh về cái mức độ đi tiền như thế thì lãi 5 triệu thì nó rất là ít, đúng không? Ở lại thật sự thì nó sẽ giúp mình gọi là ăn được nhiều hơn chẳng hạn. Đấy, bây giờ thì cứ thế mà ăn này. Chúng ta sẽ có một cái con gọi là con 5 được chưa? Đánh không trượt vào tay nào luôn. Anh em đã thấy đẳng cấp chưa? Hả? Đã thấy đẳng cấp chưa? Đánh không xỉ một cái tay nào luôn. Đánh cho hiểu vấn đề luôn. Bây giờ nhá, nếu mà chơi tiếp với con 17 này cộng với con 5, 17 cộng với 5 bằng 22, cái con chẵn này chúng ta sẽ phải phải xỉu. Nhưng mà anh em ạ, đây bây giờ cũng đến tập phút thứ 8 rồi, chúng ta cũng nghỉ được rồi đấy. Nghỉ được rồi đấy, chơi làm gì tiếp làm gì, đúng không? Ok, cái clip của Cao Quy cái bài đầu thượng tháng này chỉ vừa làm cẩn thận cho anh em tới đây thôi. Xin chào anh em và hẹn gặp anh em ở cái clip tiếp theo của mình anh em nhé.